Quyền Liên đó. Tôn giả Quyền Liên là đệ tử Đức Phật, là thần thông bậc nhất. Ngài mới dùng thần thông, Ngài đi quá độ chúng sanh phục nhưng mà không có nể, giống như tình phục sợ thôi nhưng không nể. Đức Phật mới nói tôn giả một Quyền Liên là ông đừng dùng thần thông để quá độ nữa, ông phải dùng lấy sức mạnh mà đè người ta, người ta không có nể đâu, lấy từ bi mới cảm hóa được người ta. Sau này tôn giả Quyền Liên bị cái quả báo là bị đánh, bị cái đạo đạo thể đánh là dục vô hành thân luôn. Xong rồi khi mà các là vong vẫn đang ngự ở trong cái xác của bé Hường không, hay là như thế nào vậy thầy? Nói vong ngự vô bé Hường, bé này là quyền lực mình ép người ta vô con vô đó, người ta sợ nhưng người ta không phục. Đợi mình khi nào yếu là tu quật là mình bùa chú không giải quyết được siêu thoát, mà chỉ có tâm từ bi mới giải quyết được thật. Cảm hóa còn từ bi. Ôi trời ơi, thầy thấy nghe cười ghê lắm. Sao trời đi bệnh hả? Đi bệnh không biết sao mở thôi. Ôi gặp ông thầy cười. Cười hả? Cười hả? Ừ. Thôi nè. Thầy kêu kìa. Nè, có người kêu kìa. Nè, người nằm giỏng luôn. Nè, để nằm giỏng nè. Nói nó biết đây rồi. Thôi thôi, được rồi, được rồi. Thầy ơi. Ôi gặp ông thầy cười. Cười hả? Cười hả? Ừ. Thôi, nè. Thầy kêu kìa. Nè, có người kêu kìa. Nè, người nằm giỏng luôn. Nè, để nằm giỏng nè. Nói nó biết đây rồi. Nó ngồi xuống là nó biết đây. Dạ, nó cũng sợ đó. Nó sợ giống như là người ta dựng đó vậy. Cũng sợ người. Ừ. Chứ không phải là không sợ. Ông thầy đang đi quan sát. Hôm nay thì có thầy xuống để quan sát để mà cúng cho bé. Bé Hường của mọi người. Chạy nước ra đâu? Có nó. Trời. Ông thầy cũng có gì vậy? Có đi. Có đi hổ. Thầy, mình để đâu này? Cúng ở đâu này? Cúng đây hay này? Ở giữa, dạ. Quay chuyện hai mấy giờ? Ở biết kìa, biết gọn gàng kìa. Biết mà. Biết bắt cá luôn kìa.
Thầy kêu nó lại như này, thầy kêu bé lại. Thầy kêu nó kêu bé lại. Hơn. Hơn. Sao con phá chị vậy? Nư vô giống ngồi đi. Vô giống ngồi. Vô giống ngồi đi. Vô giống ngồi lại lên. Con ngồi đây luôn hả? Con ngồi đây luôn hả? 6 giờ vô này. Vô đây vô nhà. Dạ. Con người ở đây. Dạ. Mẹ ở bên nè. Dạ. Mẹ ở bên. Dạ, ba mẹ ở bên đó luôn. Nhốt dạ. Nghiệp nó quá ha. Dạ. Dơ rồi. Dạ, dơ nhiều lắm. Dạ, nhiều. Hai động đó. Trên lầu đông lên được không ta? Dạ. Tháo cầu thang rồi thầy. Tháo. Ở trên đó nghe ngóc thì chắc chắn là trên nền đây cho nó. Bé này bao nhiêu tuổi rồi? 33 tuổi đó thầy. Năm 90 tuổi ngọ. Con hỏi thầy cái câu câu chuyện liên quan với đến bé Hường đi. Tại vì tụi con khi mà đến đây quay á thì quay về cái hoàn cảnh của bé Hường. Tại vì thấy cái tuổi đời của bé khá là trẻ, 30 mấy tuổi thôi, rất là xinh gái. Dạ. Nhưng mà hiện nay thì chẳng khác nào là trẻ lên ba. Thì khi mà clip của tụi con quay lên á thì có một số người dân họ nói rằng là đôi mắt của bé này có một sự gì đó gọi là tâm linh, hay là có dông nhập hay như thế nào đó. Nhưng mà trong quá trình mà tụi con được nghe thầy tụng những bài kinh và được thấy những cái gì mà tụi con thấy, đó là vong nhập vào cái xác của mẹ của bé. Vậy thì có phải là vong vẫn đang ngự ở trong cái xác của bé Hường không, hay là như thế nào vậy thầy? Nói vong ngự vô bé này là không sao. Bé này bẩm sinh ra nó bị, hai anh em bị luôn, là cái nghiệp của hai đứa nhỏ nó sinh ra nó bị. Anh nó chết vì nước luôn đó. Vậy nhưng mà do cái cô này với lại bé này, đời trước nó có một cái nghiệp duyên, nó sinh ra nó mới bị giống như là đời trước làm thầy bói á, đời nay sinh ra là bị bệnh đột đằng độn á, thì bé này có thể, hoặc là những người mà nghe bói toán á bị sinh ra như vậy. Nên chúng ta đừng kết luận vội, kết luận là dông nhập, đừng nói thừa cho dông nhiều quá. Dông nó không có nhập, bé này là do cái bẩm sinh. Nhưng mà cái khả năng bé này thấy phong rất cao, nhưng mà nó đâu có bị được bé nào phong đâu, nó tưởng là người không, tại vì cái tần số nó thấy được không. Nên cái tụi con mới vô thấy cái giọng cười của bé nó rất là mang rợ, đúng không? Mang rợ là do thấy được, khả năng thấy có, chứ không phải là phong nhập. Nó bị thần kinh từ bẩm sinh đẻ ra, nó bị rồi, làm gì mà cái vụ mình nói đặt nặng nó đổi thừa phong phong mà tao mình không có mà chịu cống nó chết người ta đó. Dạ, vậy là do nghiệp của kiếp trước. Dạ, do cái cô này cổ là tấm cổ đi mò cá bắt cá, rồi cổ sinh ra đủ cái nghiệp cộng nghiệp với người nghèo, mà khi mà cái không có phước hết đủ thứ chuyện hết, gia sống trong gia đình điên địa, rồi không biết cái nào tội nào phước đi bắt cá, rồi cuối cùng đẻ con ra bị. Bây giờ bản thân của cổ bệnh nhiều đó, thì hồi nãy thầy có nói rõ ràng do chị bắt cá nhiều nên chị mới bị bệnh nhiều, rồi chị cũng đồng ý, mà giờ chị cũng đã từ bỏ cái nghề bắt cá rồi, là làm cái nghề bán dây chai, thì cái gì nó cũng có nhân duyên hết. Nên nói với chúng ta là phải từ bi. Chúng ta hạnh phúc nhất, có phước
hạnh phúc nhất được làm nghề chân chính. Chứ mấy người này không bước vô trong cái nhà này ở trời cho thì con không dám vô đâu. Vì ta không có đường mà nó mới chưa vô nhà này ở. Chứ bình thường có nhà ai dám vô đây ở. Cho tiền không dám. Bằng cùng lắm mới chui đây. Nhà này là mấy chục năm, cái nhà này xưa là đại gia. Đại gia xưa mấy chục năm. Thì con biết là qua cái chuyện tâm linh không nên vùi vào. Và cũng đừng nên đặt nặng. Mình chính là như bông nhập thì chuyện bông nhập. Còn chúng ta năng lên, lên chúng ta. Thầy chúc cũng giỏi quá, giỏi quá gì cũng giỏi. Đó, thầy đâu biết gì đâu giỏi. Thầy bình thường, tại vì thầy chỉ là ông thầy cúng thương yêu con linh thôi. Chứ thầy không phải là một ông thầy đi bắt ma trị quỷ. Nhiều người nói thầy bắt ma trị quỷ. Khi mà thầy nói con linh họ cảm nhận được con người của mình thật hay giả. Tại vì mình sống nhau mình có thể lừa dối được. Chứ không bao giờ lừa dối được con linh. Tại con linh nó đọc được ý nghĩ của mình mà. Nó dựa vào ý thức mình mà. Nó đâu có con thấy nó đâu có nhập vô đâu. Nó dựa vô thức, nắm hết ý thức, nó điều khiển tất cả các cơ quan của mình luôn. Nói lại như hút vô thuốc, cái cô này bản thân cô đâu có hút thuốc đâu. Hút điềm tĩnh, rất điềm tĩnh. Con thì thấy thầy so với việc cúng của thầy thì rất là lạ so với các thầy khác. Có nghĩa là thầy đã chia sẻ con là cái câu chuyện mà bắt ma trị quỷ đó. Thì thầy đến đây để mà cúng thí thực, để mà mong hóa giải những cái để cho chấp niệm cũng như là cho các phần vong này được siêu thoát á. Thì cái cách của thầy thì nó khác với là cái cách của các thầy mà cái kiểu mà bắt mà vong rồi nó cái con thật sự bên Phật giáo lấy từ bi, cũng như Bồ Tát mà lấy từ bi mà độ chúng sanh. Con dùng sức mạnh con lại dùng bùa chú con bắt người ta không phục, người ta không bao giờ phục. Giống như mình có thể dùng quyền lực mình ép người ta vô đó, người ta sợ nhưng người ta không phục. Đợi mình khi nào yếu là tự quật lại mình. Bùa chú không giải quyết được siêu thoát, mà chỉ có tâm từ bi mới giải quyết được thoát. Cảm hóa bằng từ bi. Khi xưa đó tôn giả Mục Đường Liên đó, tôn giả Mục Đường Liên là đệ tử Đức Phật, là thần thông bậc nhất. Ngài mới dùng thần thông, ngài đi quá độ chúng sanh phục nhưng mà không có nể. Giống như ta phục sợ thôi nhưng không có nể. Đức Phật mới nói tôn giả Mục Đường Liên là ông đừng dùng thần thông để quá độ nữa, ông phải dùng lấy sức mạnh mà đè người ta không có nể đâu, lấy từ bi mới cảm hóa được đó. Sau này tôn giả Mục Đường Liên bị cái quả báo là bị đánh, bị cái đạo lão thể đánh là dục vô hành thân. Xong rồi khi mà các vị đem đến, các vị mà tôn giả đem đến về hỏi, nói bạch ngài, ngài là thần thông đệ nhất mà tại sao mà ngài không phải bị vậy. Tôn giả Mục Liên nói là khi nghiệp lực đến, chữ thần phát không nổi, huống hồ chi chữ không. Có nghĩa là khi mà nghiệp đến, thần thông không biết. Thế bây giờ tụi con hiểu Đức Phật không bao giờ dùng thần thông, khi nào cần Đức Phật mới dùng. Giống như có ông Bà La Môn đó, ông điện cái phép mà bay qua sông Hằng. Ông thấy Đức, ông thấy ông nhảy qua sông Hằng cái một. Xong ông thấy Đức Phật dẫn 1250 vị thánh tăng lại. Ông mới biểu diễn Đức Phật, ý là muốn khoe khoang cái năng lực của ông. Đức Phật cũng không nói gì, Đức Phật mới kêu ông lái đò đến đưa ba đồng vàng chở hết 1250 vị thánh tăng qua sông. Ông Bà La Môn quá ông hỏi. Sa môn Cù Đàm nghe nói Sa môn Cù Đàm rất là thần thông, mà sao Sa môn Cù Đàm không dùng thần thông qua? Đức Phật mới nói này Bà La Môn, ngài tu cái pháp này bao nhiêu năm? Bà La Môn mới nói tôi tu cái pháp này 30 năm. Ngài tu 30 năm mà ngài chỉ có một mình ngài mới nhảy qua sông Hằng, còn ta chỉ mất có 3 đồng vàng thôi mà đưa hết đệ tử cho ba, mất công. Ý là nói là thần thông đừng nên phép, thần thông không thể giải thoát. Nên chúng ta dùng bùa chú, chúng ta trắng ma yếu quỷ là chúng ta rất ác độc, họ không bao giờ họ siêu. Và khi mà cái phong mắng nó mở tan là họ đi báo thù lại. Nên quan gia nên mở lấy từ bi mà cảm hóa. Cảm hóa từ bi giống như uống thuốc vậy, uống thuốc đông y nó phải cần có thời gian, nó hết nhiều lưu bệnh. Còn uống nước tây nó chỉ cắt cơ. Nên đối với Phật giáo là dùng từ bi. Nên thầy đệ tử thầy đi với thầy biết bao nhiêu năm rồi, thầy cũng là mang cái lòng theo của chư Phật chư tổ là lấy từ bi yêu thương. Tại vì mình cũng đây là mình yêu thương người ta, chứ không phải mình dùng bùa chú để bắt mong muốn họ. Em như nãy con thấy rồi, vong nó dập vô, nếu mà con dùng bùa chú họ phục, họ rất nói điềm tĩnh, thầy con cần thuốc, cần thuốc thì cho hút thuốc, con cần nước cho nước, khi đó giải quyết xong họ tự nhiên. Họ đâu còn phải nói dán tu nha, dạ nói nhẹ nhõm 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 đi, chứ đâu cần phải dùng vũ lực bạo lực gì, la mắng hay dùng bùa chú trắng yếm nha. Nên người tu Phật không nên dùng bùa chú, chỉ có thầy pháp mới dùng.
mà dùng một lì nó đâu phục, dùng từ bi nó phục lắm. Giờ con hay là mẹ con một người mà vô quýnh con với một người mà dùng cái lòng thương yêu thật cảm hóa con, cái nào con phục? Con phải thương, con phải phục cái người cảm hóa. Lúc đầu người cảm hóa thật nói một hai lần không phục, nhưng mà nói nhiều lần con sẽ mến. Còn người kia cứ gặp là quýnh, con giết, con sợ nhưng mà con không nể, con đợi cơ hội con trả thù, đúng không? Hãy lấy từ tình thương mình chứ. Mà khi tình thương nó trang trải thì chúng sanh mới vậy. Còn tình từ bi mà không có thì làm sao vậy? Nên Đức Phật đạo Phật là từ bi. Từ bi luôn cả thương cả cây cỏ vạn vật, không nỡ làm hại cây cỏ nữa. Đó là tinh thần của Đức Phật, tinh thần của như vậy. Chứ chúng ta không phải là tinh thần kiểu của mê tín dùng bùa chú. Bùa chú nó chỉ là một cái thực.